Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Huynh Vlog. Thì buổi trưa ngày hôm nay là thứ hai, ngày 10 tháng 6, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây á cô chú, là cái cô cháu gái khác họ này cũng có là đăng một cái bài viết ngắn nói về cái ngày 26 tháng 6 tới này nha cô chú. Đó thì hiện tại bây giờ là cái cô cháu gái này nó cũng chưa có chịu chấp nhận sự thật cô chú. Nó nói rằng là đến cái ngày đó chị Hồng Loan không có thể nào mà lấy lại được cái bản quyền BH cô chú, rất là bức xúc luôn. Rồi hiện tại bây giờ là lộ ra số tiền là 89 triệu nữa nha cô chú. Đó, 89 triệu là của BH, là cái hồi trước là cái cô cháu gái này nó đang nắm giữ cô chú, là nó nói rằng là khi nào mà làm mộ của cố nghệ sĩ xong là nó sẽ dùng 89 triệu đồng đó để là nó làm cái lễ là tạ mã cô chú anh chị. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ là cái số tiền đó cái cô cháu gái nó cũng không có làm, nhưng mà hiện tại bây giờ là nó đang nắm giữ rồi nó đang làm cái gì cô chú anh chị, tại sao nó không sao kê? Thì buổi trưa ngày hôm nay có một cái bài viết rất là hay ở trên hội nhóm là cũng nói về cái cô cháu gái này với lại là chị Hồng Loan nha cô chú. Là cái bài viết với cái nội dung là như sau, em cũng xin phép là được đọc để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được nghe nha. V ơi là V, V nói mớm là con nuôi hả? Ừ, thì cứ cho là con nuôi đi hen, mà người ta có hộ khẩu và họ Võ, sau cùng là họ Võ không có chị họ tùm lum tề lê như cưng hen, còn cưng trước họ Lê, hai thằng cha họ Nguyễn, mẹ họ trùng với tao là họ Võ, rồi nghe đâu có thằng cha đập bàn thờ cũng họ Lơ và ABC các kiểu. Vậy cưng xác nhận được đứa nào mới là đứa được gọi là tu hú hả? Sao vậy? Bây giờ nó bắn tung tế tùm lum luôn rồi mà sao cứ gọi bé Viền chủ nhà số 5 Đoàn Thị Điểm ra nói là con nuôi hồi vậy? Rồi mấy con bạn thân của V đâu hết rồi? Sao không lên tiếng binh vực bạn mình đi? Tụi bay thấy cộng đồng mạng mạnh như thế nào không? Phong sát con V tới cùng đó. Tối ngày lựa thời cơ đâm thọt hồi, lên livestream binh vực nó đi. Rồi nó chia cho phần nửa quán hủ tiếu ế, cho về hợp tác làm ăn khi bị tẩy chay như nó. Thôi, tốt nhất là đừng có sửa nữa. Chờ ngày tòa triệu tập ra mà sao kê tất cả các khoản tiền để trả về nơi chính chủ nha. Trước tiên là tiền BH 89 triệu mà cưng nói để làm lễ tạ mã gì đó. Hóng ngày 26 lắm rồi. Đó cô chú, thì vừa rồi là cũng có một cái bài viết ngắn ở trên hội nhóm là cũng nói về cái cô cháu gái khác họ và chị Loan. Thì mấy ngày hôm nay cô chú là phải nói rằng là cái cô cháu gái này nó thường xuyên là lên livestream, nó nói rằng là chị Loan là đứa con nuôi, đứa con tu hú, đứa con không hợp lệ. Đó, nghĩ sao cô chú anh chị Loan mà tại sao lại không hợp lệ? Chị Loan là được cố nghệ sĩ ẩm về nuôi, đó lấy luôn là cái họ Võ của cố nghệ sĩ luôn, chứ mà phải nói rằng là cái cô cháu gái này hiện tại bây giờ là rất là nịch cười luôn. Cô cháu gái này là họ Lê, nhưng mà cái ông cha là họ Nguyễn, rồi mẹ của cô cháu gái này là họ Võ. Ủa là sao cô chú anh chị? Đến thời điểm hiện tại bây giờ cộng đồng mạng cũng rất là thắc mắc luôn, không biết rằng là cha của cô cháu gái này là đích thực là ai cô chú, chứ không phải là cái ông họ Nguyễn mà mẹ con của cô cháu gái thường xuyên là bán hủ tiếu ớ cô chú. Thì cái ông này ổng thường xuyên ổng qua rồi ổng gặp cô cháu gái ổng an ủi, mà ổng cứ nói rằng cha. Ủa cha mà tại sao lại mang họ Nguyễn mà con lại mang họ Lê? Thì nó rất là khác cô chú. Đó, cộng đồng mạng cũng rất là nịch cười luôn. Mình bây giờ mình tìm cha của mình không biết người cha của mình là ai,
mà cứ lên đi chửi chị Loan, nói rằng là chị Loan là người con nuôi, người con không rõ nguồn gốc. Ủa sao không rõ cô chú? Cố ngờ sĩ ẩm về cái căn nhà số 5 Đòn thì điểm này nuôi cho đến thời điểm hiện tại bây giờ là 37 năm trời rồi, lấy luôn cái họ của ba mình, đó là họ Võ, mà sao cái cô cháu gái này nó lại lên nó nói như vậy cô chú? Sao cái hồi mà lúc cậu mình còn sống đó, sao mình không dám mở miệng ra mình nói rằng là Hồng Loan là con nuôi của cậu đi? Có nước mà lúc đó cậu đánh vỡ mồm luôn đó cô chú, chứ đâu phải là muốn nói cái gì nói đâu cô chú anh chị. Cho đến thời điểm hiện tại bây giờ là cái cô cháu gái này với lại là mẹ của cô cháu gái cũng không có chịu chấp nhận sự thật nha cô chú. Muốn là giành luôn cái bản quyền BH của cố nghệ sĩ đó, rồi những cái hình ảnh của cố nghệ sĩ luôn. Thì đến ngày 26 tháng 6 tới này, chị Loan sẽ quyết tâm lấy lại những cái hình ảnh và cái bản quyền BH của cố nghệ sĩ lại. Tại vì là chị Loan là con gái, chị Loan được phép thừa hưởng cái bản quyền BH, chứ không thể nào mà đỡ cho cái cô cháu gái khác họ, cô cháu gái bá dơ này mà lên nắm giữ cái bản quyền BH của cố nghệ sĩ nha cô chú. Hiện tại bây giờ là chị Loan thì cũng có một cái kênh YouTube. Chị Loan muốn lấy lại cái hình ảnh của ba mình, rồi những cái bài hát của ba mình, để chị Loan có thể là trình bày cái bài hát của ba mình rồi đăng tải lên cái kênh YouTube của chị Loan nha cô chú. Để chị Loan lưu lại cái kỷ niệm của ba mình. Chứ nếu mà chị Loan không lấy lại được cái bản quyền BH á cô chú, là chị Loan không thể nào mà hát mà đăng tải những cái bài hát của ba mình lên cái kênh YouTube được. Tại vì là nó dính bản quyền thì cô cháu gái nó sẽ đánh gãy bản quyền nha cô chú. Đó thì như cô chú anh chị cũng được biết là những lúc chị Loan đi diễn ở Tây Ninh cô chú, thì mấy anh em YouTube của tụi em là cũng có đi theo quay để chia sẻ về chị Loan đi diễn. Nhưng mà trong lúc đó là nó có dính vài chục giây thôi, là cái cô cháu gái này là nó cũng ganh ghét với chị Loan, thì nó cũng đánh bản quyền rất là nhiều mấy anh em YouTube của tụi em nha cô chú anh chị. Đó phải nói rằng là cô cháu gái này nó rất là nham hiểm nha cô chú, nó rất là tham lam luôn. Cho nên người ta nói là cái gì của mình là nó sẽ là của mình, mà cái gì nó không phải là của mình là sẽ mãi mãi không phải là của mình nha cô chú. Thì hôm nay là mùng 5 tháng 5 âm nha cô chú anh chị, là Tết Đoan Ngọ. Buổi sáng ngày hôm nay là chị Loan cũng có là thông báo là hôm nay là shop Hồng Loan là được nghỉ một ngày nha cô chú, để cho các anh chị nhân viên thì cũng nghỉ một ngày đỡ xa chết nha cô chú anh chị. Đó thì hiện tại bây giờ là phía trước nhà chị Loan là cũng có là em ruột của anh Phương, chồng chị Bùm Bùm, cũng đến nhận hàng nha cô chú. Đó thì anh này là em ruột của chồng chị Bùm Bùm. Dạ thì quay trở lại cái câu chuyện drama của nhà chị Hồng Loan ăn nhờ mà đòi ở đậu cô chú, phải nói rằng là hiện tại bây giờ cô cháu gái cũng lên thách thức cộng đồng mạng luôn. Đó thì một khi mà mình lên mình thách thức cộng đồng mạng cô chú anh chị là bị cộng đồng mạng tẩy chay. Đến thời điểm hiện tại bây giờ là bán hủ tiếu bò viên nhưng mà không có ai ăn hết cô chú, rồi làm sao mà duy trì được cái bán đó được cô chú anh chị? Không biết rằng là cái cô cháu gái này nó bán là nó nhằm là cái mục đích gì nha cô chú. Đó thì mấy ngày hôm nay cô chú phải nói rằng là các cô cũng chia sẻ với tụi em cô chú anh chị là hiện tại bây giờ là quán hủ tiếu bò viên rất là ớ, cho nên là hai mẹ con với lại là cái cô giúp việc là thường xuyên là cãi vã nhau cô chú. Đó buôn bán ớ ẩm thì đầu óc không tô máy là nó sẽ cãi vã nhau thôi. Dạ tôi giờ em xin phép tất cả cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.